Chào mừng các bạn đến với kênh Y học và Khoa học. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn nội dung về các vị thuốc thuộc nhóm lý khí. Định nghĩa: thuốc lý khí là những vị thuốc có tác dụng điều trị khí nghịch hoặc khí trệ, còn gọi là thuốc hành khí. Tính vị: thuốc lý khí tính vị phần lớn cay, tân, đắng, khổ, ấm, ôn, mà thơm, phương hương. Vị cay để hành tán, vị đắng để sơ tiết, phương hương để dẫn đi khắp nơi. Tính ôn để thông hành, nên có tác dụng hành khí. Tác dụng: thuốc lý khí chủ yếu quy kinh tỳ, can, phế nên có tác dụng lý khí kiện tỳ, sơ can giải uất, lý khí khoan hung, hành khí chỉ thống, phá khí tán kết. Thuốc có tác dụng lý khí kiện tỳ, điều trị vị khí ứ trệ gây ra bụng đầy chướng đau, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn, đại tiện lỏng hoặc bí đại tiện. Thuốc có tác dụng sơ can giải uất, điều trị can khí uất trệ gây đau tức ngực sườn, sưng đau tinh hoàn, chán khí, sưng đau tuyến vú, kinh nguyệt không đều. Thuốc lý khí khoan hung, điều trị phế khí ủng trệ gây đau tức ngực, ho, khó thở. Chú ý, điều trị tỳ vị khí trệ do thực tích thì nên phối hợp với thuốc tiêu đạo, nếu tỳ vị khí hư thì nên phối hợp với thuốc bổ khí, nếu thấp nhiệt trở trệ phải phối hợp với thuốc thanh trừ thấp nhiệt. Thuốc lý khí phần lớn tính vị cay, ôn, hương táo, dễ làm hao khí thương âm nên phải thận trọng khi dùng trong khí âm bất túc. Sau đây là các vị thuốc trong nhóm. 1. Trần bì. Trần bì là vỏ quả quýt chín phơi khô của cây quýt, thuộc họ cam quýt. Tính vị cay, đắng, ôn, quy kinh tỳ, phế. Tác dụng lý khí kiện tỳ, táo thấp hóa đàm. Tác dụng dược lý, liều nhỏ tăng sức co bóp cơ tim làm tăng khả năng tống máu, liều cao gây ức chế, giãn khí quản. Trần bì có chứa vitamin phường, làm giảm tính thẩm thấu ở vi mạch, ngăn ngừa xuất huyết, tăng cường khả năng tan sợi huyết, ngăn ngừa hình thành cục máu đông, lợi mật. 2. Thanh bì. Thanh bì là vỏ quả còn non của cây quýt, thuộc họ cam quýt. Tính vị cay, đắng, ấm. Quy kinh can, đờm, vị. Tác dụng sơ can lý khí, tiêu tích hóa trệ. 3. Chỉ thực. Chỉ thực là quả còn non của cây chỉ thực, thuộc họ cam quýt. Tính vị cay, đắng, hơi hàn. Quy kinh tỳ, vị, đại trường. Tác dụng phá khí hóa đàm tiêu thũng. Chú ý, thận trọng dùng khi phụ nữ có thai. Tác dụng dược lý, tăng cường nhu động ruột. Dịch truyền chỉ thực có tác dụng tăng lưu lượng tuần hoàn vành, tuần hoàn não thận, giảm cản trở ngoại vi ở tuần hoàn não thận, tăng cường co bóp túi mật, ức chế hình thành cục máu đông. 4. Mộc hương. Mộc hương là rễ phơi khô của cây mộc hương hoặc xuyên mộc hương, đều thuộc họ cúc. Tính vị cay, đắng, ôn, quy kinh tỳ, vị, đại trường. Tam tiêu, đờm. Tác dụng hành khí chỉ thống. Tác dụng dược lý, vừa có tác dụng hưng phấn vừa có tác dụng ức chế ruột. Tăng tiết dịch tiêu hóa, ức chế trực khuẩn thương hàn, trực khuẩn lị, lợi niệu, tăng cường tiêu sợi huyết. 5. Hương phụ, củ gấu, cỏ gấu. Hương phụ là thân rễ phơi khô hay qua bào chế của cây cỏ gấu, thuộc họ cói. Tính vị bình, hơi đắng, hơi ngọt, cay. Quy kinh can, tỳ, tam tiêu. Tác dụng sơ can lý khí, điều kinh chỉ thống. Tác dụng dược lý, trên thực nghiệm thấy ức chế tử cung, giảm trương lực, giảm co thắt, giảm tính hưng phân của ruột, ức chế tụ cầu vàng, cường tim và giảm huyết áp. 6. Xuyên luyện tử. Xuyên luyện tử là quả chín phơi khô của cây xuyên luyện, thuộc họ xoan. Tính vị, đắng, hàn, có độc. Quy kinh can, vị, tiểu trường, bàng quang. Tác dụng, hành khí chỉ thống, sát trùng trị tiên, diệt run, trị nấm ngoài da. Chú ý, có độc không nên dùng quá liều, không dùng kéo dài ngày. Tác dụng dược lý, diệt các loại giun ký sinh trùng ruột, hưng phấn cơ trơn của ruột, dùng quá liều sẽ gây ngộ độc,
gây tổn thương tế bào gan, tinh thần thất thường, giảm thị lực, xuất huyết nội tạng, hạ huyết áp, suy hô hấp, suy tuần hoàn, thậm chí tử vong. 7. Ô dược. Ô dược là rễ phơi khô của cây ô dược, thuộc họ long não. Việt Nam dùng rễ phơi khô của cây ô dược nam, cũng thuộc họ long não. Tính vị, cay, ấm. Quy kinh phế, tỳ, thận, bàng quang kinh. Tác dụng, hành khí chỉ thống, ôn thận tán hàn. Tác dụng dược lý, có tác dụng điều tiết cả hưng phấn lẫn ức chế cơ trơn đường tiêu hóa, tăng tiết dịch tiêu hóa, hưng phấn vỏ não, tăng cường hô hấp, tăng hưng phấn cơ tim, tăng lưu lượng tuần hoàn, tăng huyết áp và làm ra mồ hôi. Dùng ngoài gây giãn mạch, tăng tuần hoàn, giảm co thắt cơ. 8. Lệ chi hạnh. Lệ chi hạnh là hạt quả vải phơi hay sấy khô của cây vải, thuộc họ bồ hòn. Tính vị, cay, hơi đắng, ôn trung, quy kinh can vị. Tác dụng, hành khí tán kết, tán hàn chỉ thống. Tác dụng dược lý, hạ đường máu. 9. Phật thủ. Phật thủ là quả phơi khô của cây phật thủ, thuộc họ cam quýt. Tính vị, cay, đắng, ấm, quy kinh can, phế, tỳ, vị. Tác dụng, sơ can giải uất, lý khí hòa trung, táo thấp hóa đàm. Tác dụng dược lý, ức chế cơ trơn đường tiêu hóa, giảm co thắt dạ dày tá tràng, giãn mạch vành, tăng lưu lượng tuần hoàn vành. Nồng độ cao gây ức chế co bóp cơ tim, giảm nhịp tim, giảm huyết áp. Ngoài ra còn có tác dụng tiêu đàm. 10. Giới bạch, củ kiệu. Giới bạch là thân rễ phơi khô của cây giới bạch, thuộc họ hành tỏi. Tính vị, cay, đắng, ấm. Quy kinh phế, vị, đại trường. Tác dụng, thông dương tán kết, hành khí đạo trệ. Tác dụng dược lý, tan fibrin, giảm hình thành mảng vữa xơ động mạch, giảm mỡ máu, giảm tụ tập tiểu cầu, ức chế tăng sinh tế bào cơ trơn thành mạch. 11. Đại phúc bì. Đại phúc bì là phần vỏ ngoài và vỏ giữa quả cao phơi khô của cây cao, thuộc họ cao dừa. Tính vị quy kinh, cay, hơi ấm. Quy kinh tỳ, vị, đại trường, tiểu trường. Tác dụng, hành khí đạo trệ, lợi niệu tiêu thũng. Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn các vị thuốc thuộc nhóm hành khí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.